Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất, mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn tại Trung Quốc trong những ngày qua đã gây ra hai vụ lở đất chôn vùi 150 người dân. Mưa lớn xảy ra tại khu vực miền Trung của Trung Quốc đã khiến 35 người thiệt mạng, trong khi hơn 196.000 người dân phải rời bỏ nhà cửa. Các quan chức nước này cho biết, lượng mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã gây ra hiện tượng sạt lở đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Trong ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 350 người bị mắc kẹt trong các vụ lở đất. Các nỗ lực cứu hộ tập trung vào Hà Bắc, nằm cách 100 km về phía đông bắc, thủ đô của Bắc Kinh. Tại đây, các cơ quan chức năng đã ghi nhận có 3 ngôi làng đã chìm sâu trong dòng nước lũ. Trong một cuộc họp khẩn cấp tại Hà Bắc, các quan chức thuộc Tổ chức Chữ thập đỏ của Trung Quốc bày tỏ lo ngại rằng số người chết có thể cao hơn con số thống kê chính thức từ phía chính phủ. Cuộc họp cho thấy có khoảng 300-400 người có thể đã chết trong vụ lở đất tại Hà Bắc. Reuters trích lời ông Vương Đông, Giám đốc Tổ chức Chữ thập đỏ Trung Quốc. Trước đó, chính phủ Trung Quốc đưa ra con số 150 người đã được các lực lượng cứu hộ giải cứu khỏi khu vực Hà Bắc, trong khi vẫn đang còn 150 người bị mắc kẹt trong dòng nước lũ. Trong khi đó, tại Bulacospitia, một vụ lở đất cũng đã xảy ra, cướp đi sinh mạng của 16 người dân. Mưa lũ gây chết người thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc, đặc biệt trong mùa mưa lũ diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng này cho tới tháng 9. Còn lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử vẫn chưa giảm. Sau khi trận lũ số 2 trên sông Dương Tử đi qua đập Tam Hiệp vào sáng ngày thứ Năm, Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo lũ màu da cam đối với sông Gia Lăng và sông Phúc Giang ở Trung Quốc. Dự báo hôm nay, thượng nguồn sông Dương Tử sẽ có một trận lũ mới. Đỉnh lũ số 2 sông Dương Tử năm nay đi qua khu vực hồ chứa Tam Hiệp vào khoảng 8 giờ sáng ngày thứ Năm. Lưu lượng nước đổ về cao tới 62.000 m3 trên giây, cao hơn trận lũ trước đây. Nếu sông Dương Tử một lần nữa hình thành trận lũ có số, nó sẽ trở thành trận lũ thứ 3 trong năm nay và khoảng thời gian cách nhau chỉ từ 2 đến 3 ngày. Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử cũng thông báo rằng trận lũ số 2 của sông Gia Lăng năm nay tại một nhánh của sông Dương Tử đã hình thành vào ngày hôm nay. Thời điểm hình thành trận lũ số 1 của sông Gia Lăng năm nay chỉ cách 3 ngày là đến trận lũ lụt số 2. Chính quyền quận Lạc Dương đã ban hành lệnh khẩn cấp vào tối nay, nói rằng đỉnh lũ của sông Gia Lăng sẽ đi qua quận vào lúc 8 giờ tối nay. Nước sẽ dâng đến tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà. CCTV News đưa tin rằng, Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử đã yêu cầu người dân ở sông Phú Sĩ, đoạn cung tan của dòng chính sông Dương Tử, dọc theo dòng chính của Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, cũng như các khu vực của Hồ Động Đình, Hồ Bà Dương, cần chú ý phòng chống lũ lụt. Báo cáo chỉ ra rằng, do mưa lớn, thượng nguồn sông Phúc Kiến, tỉnh Tứ Xuyên, mực nước sông dâng tương đối lớn, mực nước tại một số trạm quan trắc không chỉ vượt ngưỡng cảnh báo mà còn vượt ngưỡng nước đảm bảo, mức quan trọng đối với sự an toàn của kè sông. Vì vậy, thành phố Trùng Khánh ở Hạ Lưu tiếp tục duy trì ứng phó chống lũ cấp 2 trong ngày hôm nay. Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử dự đoán rằng, sông Gia Lăng và sông Mân Giang sẽ vẫn duy trì lượng mưa lớn trong 2 ngày tới. Đài Thiên văn Phú Sĩ, Tiểu Hòa Bá sẽ lại hứng chịu lũ lụt vượt mức đảm bảo trong 2 ngày tới và lũ lớn hơn sẽ xuất hiện trở lại. Theo thông tin cảnh báo sớm của Cục Thủy văn, cảnh báo lũ đối với Thượng Lưu, Trung Lưu và Hạ Lưu sông Dương Tử cũng như khu vực Hồ Bà Dương, Hồ Động Đình vẫn được duy trì ở mức từ xanh lam đến cam. Thưa quý vị, những trận mưa xối xả kéo dài nhiều ngày qua đã gây ra lũ quét và sạt lở đất ở Trung Quốc. Các tỉnh như Tứ Xuyên và Cam Túc chìm trong nước bùn. Sông Dương Tử đã gây ra lũ số 2 và số 3, chỉ cách nhau 3 ngày. Ước tính dòng chảy vào đập Tam Hiệp tối đa sẽ lên tới 73.000 m3 trên giây, lập kỷ lục về dòng chảy lớn nhất trong năm nay. Theo đó, 5 giờ sáng nay trên sông Hoàng Hà, cơ quan chức năng đã phát hiện lũ số 3 hình thành ở thượng nguồn. Lưu lượng dòng chảy là 5.550 m3 trên giây, gấp đôi lưu lượng của trận lũ trước đó. Ủy ban bảo tồn nước sông Hoàng Hà cho biết, mưa bão liên tục, tốc độ dòng chảy đo được tại trạm thủy văn thông quan của sông Hoàng Hà đạt 5.550 m3 trên giây vào lúc 5 giờ sáng hôm nay, tạo thành trận lũ thứ 3 của sông Hoàng Hà vào năm 2023. So sánh với trận lũ số 2 đo được trước đó, lưu lượng dòng chảy chỉ là 2.500 m3 trên giây, còn trận lũ số 3 thì lưu lượng vượt gấp đôi đợt trước. Cơ quan chức năng đã có thông báo gửi các cơ quan thủy lợi, các tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam, Sơn Đông yêu cầu các tỉnh này làm tốt công tác phòng chống lũ lụt. Trận lũ số 2 của sông Dương Tử đã vượt qua đập Tam Hiệp vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ Năm và trận lũ tiếp sức số 3 hình thành vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Bảy. Đài quan sát Cun Tan ở trung tâm Trùng Khánh đã đo dòng chảy của sông Dương Tử ở mức 55.400 m3 trên giây. Lưu lượng tối đa của đập Tam Hiệp sẽ đạt khoảng 73.000 m3 trên giây, lập kỷ lục về lưu lượng lớn nhất trong năm nay.
Kính thưa quý vị, một trận lở đất đã xảy ra hôm qua tại một khu vực mỏ ngọc ở miền Bắc của Trung Quốc, chôn vùi khoảng 50 người. Theo Reuters đưa tin, trận lở đất xảy ra vào chiều qua ở Tây An, Thiểm Tây, phía Tây Bắc của Trung Quốc. Tây An là nơi có thể khai thác ra những viên ngọc chất lượng cao nhất trên thế giới. Chúng tôi nghe tin có khoảng 50 người bị chôn vùi và đã tìm thấy 4 hoặc 5 thi thể vào sáng nay. Su Nam, một công nhân thuộc công ty khai thác ngọc hoạt động trong khu vực cho biết, cảnh sát Tây An không thể xác nhận con số thương vong. Chúng tôi chưa nhận được thông tin từ lực lượng cứu hộ, một cảnh sát giấu tên nói. Chiến dịch cứu hộ đã bắt đầu và chúng tôi đang tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Chúng tôi chưa thể cung cấp con số cụ thể. AFP dẫn lời ông Mao Minh, cơ quan chức năng chính quyền Tây An cho biết. Tuy nhiên, Nhất Nam, một quan chức khác cho rằng chỉ có 3 hoặc 4 người mất tích. Một nhân chứng nữa mô tả các máy xúc đã được điều động để dọn dẹp đống đổ nát. Tây An tháng trước cũng hứng chịu một trận lở đất lớn làm 114 người chết. Hiện có khoảng 800 công ty khai thác ngọc hoạt động quanh Tây An, nhưng chỉ có khoảng 10 công ty chiếm ưu thế. Phần lớn ngọc khai thác ở Tây An được cho là bị buôn lậu sang các nước khác, nơi chúng có giá bán cao hơn. Thưa quý vị, bản tin về tin tức phát thanh truyền hình Trung ương Đài Tiếng Nói Trung Quốc lúc 16:05 đêm ngày hôm qua. Một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống huyện Mã Long, Khúc Kinh, tỉnh Vân Nam đã gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở quận và hàng chục ngàn người bị mắc kẹt trong vùng lũ. Được biết, từ 8 giờ tối qua, hạt Mã Long bắt đầu mưa to, đến 2 giờ đêm, hạt bắt đầu bị ngập nước. Đến nay đã có hơn một nửa diện tích hạt Mã Long bị ngập lụt và phần sâu nhất của quận có mức nước từ 2m trở lên. Độ sâu trung bình là 1,22m. Hàng chục nghìn công dân hiện đang bị mắc kẹt trong nhà. Để chống rò rỉ điện, hệ thống điện vùng ngập đã bị cắt hoàn toàn, hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn. Các xe thông tin liên lạc khẩn cấp, xe điện di chuyển đến những nơi có địa hình cao hơn để cấp điện. Cơ bản không có thương vong cho đến nay. Thành ủy, chính quyền thành phố, các quận ủy, chính quyền quận đã thành lập các đội chống lụt và cứu nạn khẩn cấp để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Hiện gần 10.000 người đã được chuyển ra ngoài. Mưa lớn liên tục cũng đang tàn phá Trương Châu. Từ 20 giờ ngày thứ hai đến 12 giờ ngày thứ tư, thành phố Trương Châu đã trải qua những trận mưa to đến rất to và mưa to cục bộ. Lượng mưa lớn nhất đạt 275,8mm. Tính đến 14 giờ ngày hôm qua, có tổng cộng 26 điểm địa chất ở thành phố Trương Châu bị ngập sâu trong nước lũ. Tổng số 889 hộ gia đình với 3.341 người đã được tái định cư, trong đó quận Bình Hà đã chuyển 374 hộ gia đình với 1.496 người, nhiều nhất thành phố. Ngoài ra, Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt cho biết, kể từ giữa tháng trước, Trương Châu đã hứng chịu 2 trận mưa lớn, chỉ trong 11 ngày có tổng cộng 131.400 người tại 75 thị trấn thuộc 10 quận huyện trong thành phố bị ảnh hưởng. 53 căn nhà bị sập nhưng không xảy ra thương vong, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 137 triệu nhân dân tệ. Bắt đầu từ 11 giờ trưa ngày hôm qua, nước ngập trên nhiều tuyến đường, trong đó có đường An Bân ở khu đô thị, khi các phương tiện qua lại bắn nước cao hơn cả người. Nhiều công nhân đang dọn nước ngập trên đường dưới trời mưa. Các công nhân nói với phóng viên rằng, do một máy bơm thoát nước không đủ nên họ phải dùng chổi để hút nước nhanh. Tại huyện Anh Bân, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt, một số đoạn đường ở Sinh Cai, thị trấn Siaosi có nơi bị ngập sâu hơn 1m vào sáng hôm qua. Lượng mưa liên tục ở các khe nứt của núi chảy xuống khiến sạt lở đất và nhiều mối nguy hiểm khác tiếp tục xảy ra. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày hôm qua, nhân viên của một trạm chứa dầu khí mỏ hóa lỏng ở thị trấn Quốc Công, quận Long Văn đã phát hiện ra một vết nứt trên ngọn núi phía sau trạm chứa trong quá trình kiểm tra. Theo đo đạc được biết, vết nứt dài 120m, rộng 3-7cm và sâu 1m. Vết nứt cách tường kho xăng khoảng 40cm. Một khi sạt lở đất xảy ra, sẽ đe dọa trực tiếp đến nguồn cung cấp của kho chứa khí hóa lỏng. Trạm dự trữ khí hóa lỏng là một trong 4 trạm khí chính cung cấp cho Tương Thành và Long Văn. Sáng qua, Li Wenbiao, Phó Thị trưởng thành phố Trương Châu đã vội vã đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Hiện tại, các rãnh thoát nước đã được lắp đặt tại các vết nứt. Vào lúc 12 giờ trưa hôm qua, Đài quan sát khí tượng Trương Châu lại phát đi tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng. Tuy nhiên, phân tích thời tiết cho thấy, thời tiết trong những ngày tới sẽ có nhiều mây và có nắng. Dự báo cho biết, tối ngày kia, dông bão sẽ xảy ra ở trung tâm thành phố Quảng Châu. Văn phòng 3 phòng thủ của thành phố báo cáo rằng có nước ngập sâu tại nhiều nơi trong thành phố. Theo văn phòng Tam Bảo thành phố, vào khoảng 16:30 hôm qua, sau khi Sở Khí tượng thành phố phát tín hiệu cảnh báo mưa dông, Trung tâm Quản lý thoát nước thành phố đã tổ chức cho thành phố các quận huyện triển khai tiêu úng. Dông bắt đầu lúc 17 giờ và kết thúc lúc 21 giờ. Trạm quan trắc lượng mưa hồ chứa Long Đông ghi nhận lượng mưa tối đa 184mm, mưa rào phổ biến ở các khu vực thành thị. Theo dự báo của Cục Khí tượng, hôm nay mưa sẽ mạnh dần. Từ nay đến ngày mai, Quảng Châu nhiều mây có mưa. Từ ngày mai và những ngày tiếp theo, ban ngày nhiều mây có nơi mưa to đến rất to. Sở Quốc phòng của thành phố cho biết tất cả các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan cần làm tốt công tác phòng chống ngập úng, sạt lở đất,
sạt lở đá ở đô thị và nông thôn, các thiên tai khác do thời tiết gây ra, gió sét và mưa lớn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!